Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách chữa thô răng bằng gừng hiệu quả. Bất ngờ 90% dân số Việt Nam mắc bệnh sâu răng. Trước khi áp dụng các chữa sâu răng bằng gừng, chúng ta hãy cùng điểm qua một vài tin tức về số người mắc bệnh sâu răng ở Việt Nam. Theo các chuyên gia nha khoa, có đến 90% dân số Việt Nam là bị sâu răng và mắc các bệnh lý về răng miệng. Vậy nguyên nhân nào khiến bệnh sâu răng trở nên căn bệnh phổ biến đến vậy? Sâu răng gây nên bởi các vi khuẩn có sẵn trong miệng. Khi đó có điều kiện, những bảng bám thức ăn bám lại trên răng lâu ngày sẽ tạo ra môi trường cho vi khuẩn tấn công vào răng gây ra sâu răng. Ngoài việc gây đau nhức và những biến chứng viêm tủy, viêm quanh chân răng, sâu răng còn gây ra những trở ngại về giao tiếp, hơi thở hôi, ngả màu, men răng. Vì thế cần có những biểu hiểu biết về phòng ngừa và đi điều trị sớm căn bệnh này. Cách chữa sâu răng bằng gừng đơn giản tại nhà như sau. Gừng được cho là một trong các loại gia vị nấu ăn không thể thiếu. Nó không chỉ giảm bớt mùi của thực phẩm mà còn có giảm bớt nhiều thành phần có hại tiềm tàng trong thực phẩm. Gừng chứa nhiều cả hai giá trị về dinh dưỡng và y tế, vừa là thuốc vừa là nguyên liệu cho các món ăn ngon thơm miệng. Gừng có tính chất kháng khuẩn, vì thế gừng có thể chữa được các bệnh về nhiễm trùng, vết thương nhỏ, vết thương tế đỏ và sưng có liên quan trực tiếp đến tình trạng đau răng. Cách chữa sâu răng với gừng được thực hiện rất đơn giản, được thực hiện theo hai cách sau đây. Cách chữa sâu răng bằng gừng đơn giản nhất: gừng tươi rửa sạch, sau đó thái lát mỏng thành từng lát, đặt chúng lên những chiếc răng đau và cắn dập lát để chiết xuất từ nước ép của gừng ra. Nắc đều nước gừng xung quanh răng đau bằng cách dùng lưỡi của mình nhai những miếng gừng này cho đến khi chúng bắt đầu mềm ra và nhuyễn ra. Tiếp tục nhai trong 5 phút, sau đó nuốt hoặc nhổ bỏ bột gừng và một chiếc khăn giấy để loại bỏ. Lặp lại quá trình này nhiều lần trong ngày. Cách chữa sâu răng bằng gừng với trà gừng. Nếu bạn không thể chịu được việc nhai những miếng gừng tươi, bạn có thể đặt những nát gừng mới thái dưới đáy của một cốc, đổ nước sôi lên có những cốc có chứa gừng để tạo thành một loại trà gừng và cho phép chúng được ngâm trong nước trong khoảng 20 phút. Sau đó uống trà gừng và làm sạch xung quanh răng đau trước khi nuốt. Gói phần còn chưa sử dụng của cổ gừng trong một mảng bọc nhựa và lưu chữ nó trong tủ lạnh. Tiếp tục chịu khó áp dụng phương pháp này trong nhiều ngày. Nếu tình trạng đau răng không cải thiện, hãy đến gặp nha sĩ. Hiện nay nhà thuốc Thiện Nhân Đường đã bào chế thành công thuốc đặc trị sâu răng Thiện Nhân Đường. Bạn chỉ cần nhấc điện thoại và gọi ngay số điện thoại 01696439840, nhà thuốc sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Nếu bạn thấy bài thuốc này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Áp dụng phương pháp này trong nhiều ngày. Nếu tình trạng đau răng không cải thiện, hãy đến gặp nha sĩ. Hiện nay nhà thuốc Thiện Nhân Đường đã bào chế thành công thuốc đặc trị sâu răng Thiện Nhân Đường. Bạn chỉ cần nhấc điện thoại và gọi ngay số điện thoại 01696439840, nhà thuốc sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Nếu bạn thấy bài thuốc này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn.